Hello, how are you today? As for me, I'm fine, thank you. Hello, chào các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Hải Âu thì tốt, cảm ơn. Hôm nay chúng ta cùng nhau có một buổi học từ vựng nha. Chúng ta học từ vựng qua một cái đối thoại hết sức ngắn của đời thường nha. Rồi chúng ta đào sâu thêm cái cách mà sử dụng các cái câu trong đó nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Excuse me, where's the restroom? Over there. Thank you. You're welcome. Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Ở đằng kia kìa. Cảm ơn anh. Không có chi. Đó, bây giờ chúng ta coi kỹ hơn chút xíu nha, vô cái tình huống này nha. Đây chúng ta giả dụ trong là có một cái anh đó đi vòng vòng ở trong mall thì anh cần đi vệ sinh. Thành ra anh thấy có một cái người đứng gần đó hoặc là đi ngang, không cần biết đúng không? Thì bất kỳ một cái người nào đó mà anh nghĩ là biết là cái nhà vệ sinh thì anh nói là xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Đó, thì cái anh kia anh chỉ ra đằng xa đó, anh nói là ở đằng kia kìa. Thì anh này anh cảm ơn, anh nói là cảm ơn anh. Thì anh kia anh cũng lịch sự anh nói là you're welcome, là không có chi. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta mới đào sâu vô cái cách mà người Mỹ nha, xài trong những cái tình huống tiếp theo đây. Đầu tiên đó là chữ xin lỗi, đúng chưa? Cái anh kia đó anh nói xin lỗi nhà vệ sinh ở đâu, thì là trong cái tình huống mà thường thường đó, khi mà mình đi ra một cái chỗ nào mà mình cần hỏi người ta, hỏi đường xá hay là hỏi bất kỳ một cái thông tin gì đó, mình nhờ người khác đúng không? Thì có những người đó họ đang bận công chuyện riêng của họ, không để ý tới mình, thì mình muốn tạo sự lưu ý của người ta, trước khi mình hỏi đó, nhờ người ta cái gì. Thì đó mình hỏi, mình nói là Việt Nam mình thì mình nói là xin lỗi, đúng chưa? Xin lỗi là quyển sách này tôi kiếm ở đâu vậy, đúng không? Tôi kiếm chai thuốc này ở đâu? Xin lỗi là nhà vệ sinh ở đâu, đúng chưa? Mình muốn hỏi bất kỳ câu gì vậy thì mình nói xin lỗi trước. Thì người Mỹ cũng giống như mình vậy đó, thì họ khi mà muốn tạo sự chú ý của mình để mình quay qua mình nhìn người ta trước khi người ta hỏi mình cái gì đó, thì người ta nói là excuse me, excuse me, đúng chưa? Excuse me, chúng ta dòm xuống phát âm của nó, phiên âm là excuse, excuse me, đúng chưa? Me là tôi, excuse là động từ, là tha thứ, đúng chưa? Là miễn chấp cái gì đó, đúng không? Tha thứ cho tôi, miễn chấp cho tôi. Đó, excuse me. Họ còn có thể nói một cách khác nữa là pardon me, pardon me, pardon me. Đó. Thì pardon là cũng là động từ nha, là tha thứ giống như excuse, me là tôi, được chưa? Cái cách phát âm của nó là cái chữ pardon đó, là có hai âm là par, par, đúng chưa? Đối với đình, đình. Sở dĩ để cái chữ mà e chống ngược á là trong hoạt đơn là tại lý do là chữ e chống ngược này đó, nhiều người Mỹ đó họ đọc rất là nhỏ nha, thành cho coi như lướt luôn. Có một số người Mỹ đọc là pardon, pardon, đúng chưa? Nhưng mà rất nhiều người Mỹ là phần đông đó, họ không gì đọc, không đọc là đình đình nha, đình đình, mà chỉ họ chỉ đọc là in một cái thôi, in. Pardon, pardon me. Thay vì nói pardon me, đúng chưa? Họ đọc là pardon me, pardon mới in một cái me, đúng chưa? Là tha thứ cho tôi, pardon, pardon là một động từ nha. Hoặc là người ta cũng có thể nói là I beg your pardon, I beg your pardon, là cũng là nghĩa là xin lỗi nha. Nghĩa từng chữ của nó là I là tôi, beg là cầu xin, mình xin xỏ cái gì đó. Your pardon, your là của anh, pardon, pardon là sự tha thứ, đúng chưa? Sự tha thứ của anh, ở đây pardon nó lại là danh từ nha, sự tha thứ của anh. Tôi cầu xin sự tha thứ của ông bà, anh chị em gì đó, thì có nghĩa là mình dịch thoáng là xin lỗi, đúng chưa? Thì đó, đây là ba cái cách mà rất là thường xuyên người Mỹ hay xài. Nhưng mà cái list là mình nó liệt kê ra là cái excuse me là cái cách mà người ta hay xài nhất. Đó là cái cách thoải mái, nó cũng vừa lịch sự nhưng mà nó cũng bình dân, nó thoải mái lắm, đúng không? Đó là cách dùng hàng ngày thường xuyên nhất nha. Còn cái cách mà pardon me thì nó cũng thoải mái nhưng mà nó hơi trang trọng hơn chút xíu nha, hơi lịch sự hơn chút xíu nữa. Còn cái cách I beg your pardon đó, thì nó lại còn trân trọng hơn nữa nha. Thì thường thường với người Mỹ mà lớn tuổi rồi đó, người ta mới nói theo kiểu cổ xưa rồi kia, người ta trang trọng hơn nhiều, thì I beg your pardon. Hoặc là đi vô một cái môi trường rất là lịch sự, hội họp này kia, mặc đồ vest không à. Dạ hội lễ, hội ăn nhà hàng rất là sang trọng này kia, thì là họ nói là I beg your pardon nó hợp. Nhưng mà bình thường trong hàng ngày đó là người ta nói là excuse me là nhiều nhất à. Rồi mới tới pardon me, rồi mới tới I beg your pardon. Cái phần thứ hai mà chúng ta đào sâu vô nữa là khi mình cảm ơn ai đó, đúng chưa? Cái anh đó hỏi where's the restroom? Dạ vệ sinh ở đâu? Thì anh kia trả lời là ở gần kia kìa, over there, đúng không? Chúng ta không đào sâu vô cái phần đó nha, mà chúng ta chỉ đào sâu vô cái khi đó nó mình được người ta giúp cái gì đó thì mình bày tỏ sự cảm ơn. Việt Nam mình thì hay nói là cảm ơn, đúng chưa? Hay là cảm ơn ông, cảm ơn anh chị đó, bà gì đó. Thì người Mỹ họ cũng nói vậy đó, họ cũng nói là thank you, hiểu chưa? Thank you là cảm ơn bạn, cảm ơn ông bà anh chị em vậy đó. Thì cái thank you đây đó mình dòm kỹ vô chút xíu. Thank ở đây là động từ nha. To thank là cảm ơn ai? Thank you, thank you. You là cảm ơn ông bà anh chị em người đối diện của mình, đúng chưa? Thank him là cảm ơn anh ta, đúng chưa? Thank her, cảm ơn cô ta. Đó, thank me là cảm ơn tôi, đúng chưa? Thì đó, ở đây là thank you là cảm ơn người đối diện của mình đó. Rồi họ có thể là nói dài dòng thêm chút xíu nữa nha, là thank you very much, được chưa? Thank you không cũng được, hoặc là thank you very much là cảm ơn rất là nhiều, được chưa? Nhớ nghe cái cách mà phát âm đó, thank you là người Mỹ đọc thank you nha, kêu. Nhưng mà mình phải hiểu lý do tại sao nó kêu. Nếu mà theo Việt Nam mình dòm vô là cái chữ du thôi, du là anh, tại sao thành nó là kiều, đúng không? Kiều giống như Thúy Dân, Thúy Kiều vậy đó. Đó, Thánh Kiều. Nhớ nghe, nhớ đừng lộn qua Thúy Kiều nha. Đó, mà nó là Thanh Kiều. Mà cũng không phải là Thanh Kiều nữa nha, mà nó là thank you, đúng chưa? Thank you. Lý do là tại họ đọc đầy đủ cái âm phụ âm cuối cùng của chữ thank là âm cờ, đúng chưa? Thành ra khi mà họ đọc bình thường trong cuộc sống á, thank you là từ đầu nó phải nối qua là thank you. Mình hiểu lý do vậy ha. Rồi, thank you very much là cảm ơn rất nhiều. Hoặc là họ có thể cũng nói là thank you so much là cảm ơn anh thiệt là nhiều, đúng chưa? Thì cái thank you so much là rất nhiều, nó cũng giống như là thank you very much rồi đó, mà có điều nhấn mạnh hơn một chút xíu nữa, đúng không? Rất là nhiều như vậy đó. Đó, hoặc là họ có thể nói là thanks. Thì khi đó trong trường hợp họ nói thanks hoặc là thanks a lot, thì cái chữ thanks đó là nó thành ra danh từ nha, chứ không phải là động từ nữa. Đó, trong mấy trường hợp trên là thank you là cảm ơn anh, thì thank là cảm ơn là động từ. Còn cái thanks đó là những lời cảm ơn nha. Thanks khi mà họ xài là danh từ thì đằng sau đó không có một cái đối tượng túc từ là you hay là me hay là her vậy đó, đúng không? Mà chỉ nói thanks. Và đặc biệt là khi đó luôn luôn phải có cái chữ s đằng sau cuối cùng nha, là những lời cảm ơn, chứ không có nói thank không nha. Khi mà là xài như danh từ thì người Mỹ luôn luôn là có chữ s sau nha, những lời cảm ơn, thanks. Hoặc là người ta nói dài dòng người ta nói là thanks a lot, được chưa? Cảm ơn, những lời cảm ơn, rất là nhiều những lời cảm ơn, tức là cảm ơn rất nhiều, được chưa? Thì cái cách mà phát âm nãy giờ là thanks a lot. Đó, họ đọc thanks a lot. Thì là lý do là tại vì thanks họ đọc đầy đủ hai âm phụ âm là cờ sờ, đúng chưa? Tại ra cái sờ đó nó nối qua ờ, thành ra là sờ lot, đúng chưa? Chứ không phải là thanks a lot. Họ đọc thanks a lot. Việt Nam mình nói thank a lot, mình là lot, họ là lot, đúng chưa? Đó, một đằng là lót đường, một đằng là lót hố. Việt Nam mình hay nói thank, mà mình cũng không nói nữa, mình nói là thank a lot. Còn Mỹ là nói là thanks a lot. Thành ra mình đông hồi đầu những người Việt Nam cũng nghe lúng túng. Tại sao nó có bánh lọt gì ở đây? Chè đậu đen bánh lọt hay là ổng lọt sụp hố hay gì đó. Thanks a lot. Rồi. Cái phần cuối cùng nữa là khi mà người ta cảm ơn mình á, thì thay vì mình vỗ ngực mình nói ô, tôi xứng đáng được sự cảm ơn của anh trúng á, phải cảm ơn tôi, thì thường thường người ta lịch sự nhã nhặn, người ta nói có, không có chi đó. Sau khi mình giúp cái người kia đó bất kỳ một chuyện gì, đúng không, khiêng đồ dọn nhà hay cái gì đó, rồi đó sửa xe gì đó hay là chỉ đường gì đó, xong người ta nói ồ cảm ơn anh quá, thì mình nói không có chi anh ơi đó. Thì đó là thay vì mình nói trời ơi nãy giờ tôi giúp anh là mệt quá rồi, anh phải cảm ơn tôi nha, thì giờ mình nói không có chi. Người Mỹ cũng vậy đó, họ nói là you're welcome là không có chi đó. Chúng ta dò kỹ vô chút xíu, you là anh đúng không, are là động từ to be, welcome đúng chưa. Thì cái này đó là nguyên một cái câu này đó, mình dịch thoáng của nó có nghĩa là không có chi nha, là cái chuyện tôi giúp anh là chuyện tất nhiên dĩ nhiên, anh xứng đáng được nhận cái đó đó, đúng không đó. Thành ra anh đừng cảm ơn tôi. Cách phát âm của nó là you are welcome. Cái you are này đó trong cuộc sống đó, không có ai đọc là you are hết, mà họ đọc lẹ thành là you, đúng chưa, you are. Cái are này đó khi mà lọt vô một cái câu đời thường thì không đọc are nữa mà đọc r nha. Thành ra you are. Mà không phải là you are nữa, mà nó chỉ là you are. You're welcome. Đó, thành ra nó nghe you welcome, đúng chưa? Welcome chúng ta thấy biết rồi đó, nó hai âm well và cầm, đúng chưa? Welcome. You welcome. Có người cái cầm đó, có người Mỹ thổi ra nhẹ nhẹ chút xíu nha, welcome. Nhưng mà cũng có những người Mỹ họ lười hơn, tại vì cái cầm đó không được nhấn mạnh. Đó là âm thứ hai không nhấn mạnh, thành ra họ chỉ là welcome thôi nha. Welcome. Thì tùy các bạn muốn đọc là welcome hay là welcome. Đó, nó cầm thì giống người Anh hơn, Mỹ thì cầm thì sao cũng được hết. Rồi hoặc là họ có thể nói là no problem. Thì cũng cái nghĩa là không có chi, đúng không? Đó, mình dịch theo mà dịch thoáng này đó, không có chi. Mà nếu mà dịch theo từng chữ một á, theo nghĩa đen á, thì no là không, đúng chưa? Problem là cái vấn đề, không có vấn đề gì hết, đúng không? Chuyện nhỏ mà anh, đúng không? Đó, thì nó nói vậy đó. Thì đó là phát âm của nó là no problem. Nhớ nghe, prop. Chúng ta thấy cái chữ này có hai âm, prop. O này là o ngắn, đúng chưa? Thành ra nó nửa o nửa a, nó đọc là prop. Chứ không phải là problem nha. No problem. No problem là ok, là không có chuyện gì hết, chuyện nhỏ mà anh. Rồi hoặc là họ có thể nói là no worries, được chưa? Thì là cũng nghĩa là không có chi. Nếu mà mình dòm theo nghĩa đen từng chữ đó, no là không, worries là sự bận tâm lo lắng nha. Tức là nói là anh đừng có bận tâm, no worries. Worries ở đây đó cũng như chữ problem đó, nó đều là danh từ noun hết, đúng không? Đó, problem là vấn đề, worries là sự bận tâm, bận lòng, lo lắng cái gì đó, đúng chưa? Thì nó no worries. Đó, nó đọc là worries, đúng chưa? Thì trong ba cái cách này đó là mình để coi cái cách mà you are welcome là bài bản nhất. Là người Mỹ nào, bất kỳ tình huống nào khi mà người ta cảm ơn mình cũng có thể buộc miệng ra nói là you're welcome. Nó vừa lịch sự nhã nhặn mà cũng thoải mái, bình dân hay là trong môi trường trang trọng, chỗ nào xài cũng được hết á. Đó là bài bản ra, đúng chưa? Ngoài ra cái chữ no problem á, thì nó bình dân hơn. Thường là những người xề xà, ok, là khi gặp nhất là bạn bè đó, thì mình đâu có nói là you welcome đâu. Thằng bạn mình giúp nó xong đó, thì nó nói, thì mình nói hey no problem man, đúng chưa? Ê không, chuyện nhỏ mà. Đó, thì đó giữa bạn bè với nhau. Hoặc là mình nói với người lạ, mình nói theo kiểu bình dân cũng được, no problem, ok. Tại Mỹ cũng hay nói kiểu đó. Hoặc là họ nói no worries là cũng là Thì ba cái này đó phải nói là nó cũng ngang ngang nhau, nhưng mà có điều mà cái Wii U Welcome là nói bài bản, nói nhiều nhất. Rồi tiếp theo nữa là cũng không có chi đó, không có gì đó, thì nó còn có ba cái cách nữa, đúng không? Thiệt ra nó có cả mấy chục cách luôn, đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ liệt ra là 6 cách mà nói thường xuyên nhất, phổ thông. Người Mỹ có thể nói là my pleasure. Anh ta nhờ mình khiêng đồ hay là giúp cái gì đó, xong rồi nó nói cảm ơn anh quá, thì mình nói my pleasure đó. Thì dịch thoáng là cũng là không có chi, là cái ý là vậy. Còn nếu mà mình nói là theo nghĩa đen của nó, my là tôi, của tôi, đúng chưa? Pleasure là cái niềm vui thích của tôi, tức là sự giúp đỡ của anh cho anh đó, đó là niềm vui thích của tôi vui thích làm cái chuyện đó, thành ra anh khỏi phải cảm ơn vậy đó, ok. Đó, khiêng đồ nặng gần chết luôn đó, khiêng mấy bao gạo luôn dùm cho em, đó là niềm vui mơ ước của anh, mặc dầu nó bao gạo lên nó muốn sụm bà chè luôn vậy đó, nhưng mà anh vừa thở vừa nói không có gì đâu em, không có gì đâu em, trời ơi, khanh mấy chục bao mà từ sáng tới chiều anh cũng còn sáng sang, miễn sao là được hầu hạ cho quý đương là được rồi. Đó, thì nó, mình nói là vậy đó, my pleasure. Rồi, cách phát âm của nó đó, pleasure, nó là có hai âm ple và giờ. Nhớ nha, giờ nha, chứ không phải là giờ. Nó nói một cách điệu hơn là giờ. Đó, nó nói kiểu đó, pleasure là niềm vui thích nha. Hoặc là Mỹ cũng có thể nói là anytime, ok. Khi mà người anh kia cảm ơn đó, hoặc là thí dụ như là mình vô gọi món ăn trong nhà hàng, thì cái cô hầu bàn ra, lát nữa mình ra mà nó quát lại, cho tôi xin thêm ly nước nữa, thì cô bưng ly nước ra, thì là mình nói cảm ơn cô nha, thank you. Thì cô nói anytime đó, lúc nào cũng được mà. Đó là cách nói vui vẻ, thân thiện nha, thoải mái, của là không có chi nha. Anytime có nghĩa là bất kỳ lúc nào cũng được hết, đúng chưa? Có nghĩa là cái chuyện tôi giúp anh là cái chuyện sẵn sàng, lúc nào anh nhờ tôi cũng được hết, không sao. Rồi hoặc là họ có thể nói là don't mention it, được chưa? Don't mention it thì là cũng có nghĩa là không có chi nha. Mà dịch theo nghĩa đe thì nó là sao? Don't có nghĩa là do not đó, đó là đừng. Mention là đề cập, nhắc tới đó, it là cái chuyện đó, có nghĩa là nhắc tới chuyện đó, có nghĩa là anh cảm ơn tôi về cái chuyện đó đó, chuyện đó tôi giúp anh xong rồi, thôi đừng có nhắc lại nữa, đúng không? Không có gì đâu, đúng không? Đừng có cảm ơn tôi, thành ra mình nói là don't mention it. Đó, thì mình dịch thoáng có nghĩa là cũng là có nghĩa là không có chi nha. Đó, cách phát âm của nó don't mention, nó phát âm là mention, shin đó nha. Shin nó là sờ giống như ánh sáng của người Nam mình đó. Mention là đề cập, nhắc cái chuyện gì đó. It là cái chuyện đó đó, cái đó đó, đúng không? Mà nó đọc nối nha. Mention it, nó nối qua it nha. Mention it, don't mention it. Thì trong ba cách này đó, ok, thì là nó là my pleasure cũng hay nói, rồi anytime thì nó nói một thân thoải mái, mình mà thân thiện, đúng không? Don't mention it thì nó hơi trang trọng hơn chút xíu nha. Trong 6 cái cách đó, mà chúng ta thấy là nói mà không có chi đó, là một là you're welcome, là nói bài bản nhất, no problem cũng được, no worries cũng được đó, mà rồi my pleasure cũng được luôn. My pleasure thì nó lịch sự hơn chút xíu nữa, đúng không? Còn anytime một cách vui vẻ, đúng không? Thân thiện vui vẻ. Còn don't mention it thì nó trang trọng nhất nha. Ok, vậy là hôm nay chúng ta vừa mới phân tách qua một cái đối thoại ngắn nha, để qua cho chúng ta biết là trong cái tình huống là thứ nhất là mình muốn tạo sự chú ý của người nào đó, thì mình nói là excuse me, hay là pardon me, hoặc là I beg your pardon, được chưa? Để tạo sự chú ý trước khi mình hỏi nhờ người ta cái chuyện gì. Sau khi mình được người ta giúp rồi thì mình cảm ơn, mình nói thank you very much, hoặc là thank you so much, hoặc là thanks, hoặc là thanks a lot, được chưa? Thì cái người kia cũng lịch sự lại, họ sẽ nói là you're welcome, hoặc là no problem, hoặc là no worries, được chưa? My pleasure, anytime, don't mention it, được chưa? Rồi ok, vậy là kết thúc buổi học ngày hôm nay nha. Chúc các bạn học tốt nha và có một ngày vui vẻ. Have a good day.